Em chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ quay đúc cái đôn này cho mình coi mấy anh chị ha. Đôn này là đôn đôn lục giác mấy anh chị, đôn sáu 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 mặt sáu cạnh là cao 60 luôn. Mặt của nó là 40 mấy anh chị ha, là cạnh qua cạnh đó. Còn chéo góc nó sẽ bự hơn. Thì cái đôn này dùng để kê cái lục giác 60 chân rời đổ xuống mấy anh chị ha, 60 chân rời đổ xuống là kê được hết. 60 phúc lục thọ với hoa sen các anh chị. Hoặc là lục giác 55 dáng chum ngày xưa đó. Hoặc là lục giác 65 bầu em nghĩ kê vừa. Là vừa y chang cái đôn này. Đó. Thì hoa văn của nó thì cũng nhiều các anh chị, cũng đẹp á, để em đúc thử coi, đúc thử em tháo em đúc với em tháo em làm cho một clip này. Này công ty Thắng CNC ngoài phía Bắc sản xuất mấy anh chị ha. Nhựa dày dặn, bộ này 10 kg lận, có lòng trong nữa anh chị. Có lòng trong đầy đủ hết á. Rồi đợi tí nó ráp lại xong nó phun nhớt vô rồi đi trộn hồ đổ. Xong rồi em làm vô clip tháo đổ vô một cái luôn nha mấy chị, cho dễ coi. Rồi giờ mình quét nhớt, phun nhớt cho nó mấy anh, chống dính nha. Chống dính khuôn, phun nhớt vô mấy anh. Lòng trong nó nè mấy anh. Như cái tháp bút vậy. Cái kia cái tấm mặt của nó đó. Đôn này mấy anh nhớ cái mặt nó là 40 á, mấy anh coi chậu nào mình kê được thì kê ha mấy anh ha. Đôn này em thấy cũng đẹp á, đôn lục giác hai đầu bằng nhau đẹp á. Rồi cái đôn này cũng dễ đúc nên cũng không có gì lưu ý nhiều, chỉ lưu ý cho mấy anh là có cái mặt nào mặt trên mình bắt cái tấm nó vô cho nó láng mấy anh nha. Mặt trên thì cái chữ nằm dưới mấy anh, chữ nằm dưới là cái đáy nằm dưới đó, còn mặt trên là không có chữ, tại vì cái trái cây nó phải chuối xuống nè mấy anh ha. Thì lưu ý cái chỗ đó cho mấy anh thôi, bắt cái lòng trong nó vô mình đổ đáy lên đó mấy anh. Nó cũng y như cái đôn bằng cái đôn tròn tròn mét hai đó mấy anh, na ná vậy đó mà nó hình lục giác thôi. Rồi giờ đúc nha mấy anh. Thì đúc thì mấy anh bên em chọn hồ theo tỷ lệ một xi một cát một đá nha mấy anh. Thì clip này em cũng nói rõ đó, mất công anh nào mới mới coi vô giữa clip cái không hiểu ha. Rồi chọn loãng loãng như cháo rồi đó, để em quay gần lại cho. Đây cái này đổ đáy ngược lên mấy anh ha. Mình chọn loãng loãng như cháo rồi mình đúc thôi. Thôi mình chịu khó gõ. Với lại mấy anh đổ già già xi xíu, mấy anh hay đổ non non á, nó hay bị rổ lắm nha. Có nhiều anh đổ nó hơi non, nhiều anh đổ tỷ lệ một một xi hai cát hai đá luôn á, mà có nhiều anh còn có thể một xi ba cát ba đá nữa kìa, đó non quá mấy anh, nó khó láng. Rồi có đều chưa, lấy ốc lỏng quá vậy. Đúc thì nó cũng dễ thôi mấy anh ơi, chủ yếu là đến cái khúc quay tháo ra cho mấy anh coi hoa văn thôi. Cái đúc này thì em quay sơ sơ vậy thôi được rồi mấy anh ha. Thì mấy anh cứ đúc đầy vô rồi mấy anh gõ lại, không tầm nửa tiếng sau mấy anh gõ lại mấy anh châm thêm nếu nó có rút xuống á, mấy anh châm thêm xi vô. Rồi thì công đoạn đúc tới đây thôi, mai nó khô đi, ngày mai cho nó khô em sẽ thêm quay công đoạn tháo ra coi hoa văn rồi cho mấy anh coi sau ha. Rồi ok, chiều hôm nay sẽ tháo cái đôn này mấy anh ha. Thì đúc chiều hôm qua mấy anh ha, em sẽ lồng vô cái clip đúc luôn cho mấy anh coi cho nó dễ, từ đúc đến tháo luôn. Tại cái này nó cũng đơn giản. Đôn này giờ là mấy anh tháo lấy lòng trong mấy anh ơi. Tháo cái mặt nó ra xong lấy cái lòng trong ra. Này cũng khô cứng rồi. Nghiêng xuống tháo cái mặt mới lấy lòng trong được. Cái lòng trong ấm để về gõ ra nhìn cạn quá khó ra ha. Rồi tháo cái tấm nắp mặt nó ra luôn mấy anh. Rồi tháo ra, tháo ra xong rồi mình ù láng đó, cái mặt láng đó. Mình đục mình lấy miếng ván hay gì mình đục cái lòng trong ra cũng được, thôi gõ gì luôn đi cũng được, cứ gõ đều đều từ từ ra. Lấy búa nặng á, búa này nhẹ quá rồi. Thật ra lấy miếng ván không, lấy cái búa sắt á, gõ nó có lực hơn. Búa cao su nó cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng gõ mà đó. Đó để nó vô cái sắt này. Gõ bể xong rồi đem khuôn về nhà xài luôn. Tháng này coi như hết lương luôn.
mấy ngày không khóc. Đợi cứng quá, cái này đúng ra sáng lấy lòng trong được rồi. Tại em xài phụ gia mà nó nhanh cứng ốc sắt á. Để chiều nó cứng ốc sắt cái trong chứ không gì hết á. Phụ gia nó nhanh đông kết hơn, đổ ngày bằng với anh đổ 2 ngày á. Nên đúng lý đáng lẽ là sáng phải quay lấy rồi, mà sáng em tí đóng đơn được nó không quay. Để cho nó gõ xíu. Thì xíu lật lại. Gõ nãy giờ 15 phút mới ra mấy anh ơi, mấy anh lấy sớm giùm em cái mấy anh ơi. Tầm mười mấy 20 tiếng anh, nếu mà không xài phụ gia thì một ngày mấy anh lấy vẫn ra đó, gõ ra. Còn em xài phụ gia nè, nếu mà đúng 24 tiếng nó bằng mấy anh đổ 2-3 ngày rồi đó, nó cứng lắm. Nó bị dính ốc rồi. Tí nó gõ nãy giờ 15 phút không ra em lên gõ 30 giây ra. Rùa, ăn rùa với anh đó. Vô ăn rùa tí gõ đổ hôi không ra. Đôn này hoa văn là cây khế mà, cây khế. Khô lắm rồi, cứng lắm rồi mà, gõ bánh luôn. Hư luôn cái đầu búa cao su luôn. Nó chừng mà nó rớt nút rồi. Khô quá. Không là nó. Oh, khô quá rồi, không có mẻ không hoa văn đâu mấy. Khô luôn. Đây xíu nữa để lật lại mấy anh ha. Xíu để tí nó tháo hết rồi lật lại cho mấy anh coi hoa văn mới được. Nó đang bị ngược, cái mặt nó đang nằm dưới mấy anh. Đôn này đẹp lắm mấy anh ơi, đôn này thấy đẹp á. Đôn này nó cũng róc khuôn á mấy anh, nó không có dính. Lại cũng láng nè, cái đôn này cao 60 mà đút ra thấy nó cũng láng, cũng ít bọt. Cái góc cạnh á, mấy cái góc ba bia thì mấy anh bắt ốc sắt thêm thì nó sẽ kín, nó đẹp hơn. Cái này nó cũng tương đối rồi, nó cũng tương đối ok rồi. Mấy anh cẩn thận, mấy anh bắt thêm ốc sắt sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ lật xuống bọc cát này để ngược lên cho mấy anh coi hoa văn. Em phụ lật chứ cái này mất công lật nó bị mẻ hoa văn uổng. Đây mấy anh ơi, tháo xong rồi mấy anh lật lại nè mấy anh. Đôn này tầm 2 người khiêng nha mấy anh. Nhưng mà cái này em thấy có một cái này nó cũng hơi khó khiêng á, tại vì cái miệng nó sát quá. Miệng sát phải chọt tay vô cái lỗ đó khiêng mới được. Mà khô thì dễ rồi, chứ lúc ướt này sợ nó lật nó mẻ mấy. Ồ nó mẻ mà văng chỉ liền kìa. Hơi khó khiêng xíu, tại ở trên nó không có cái thế cầm tay. Không có cái miệng bè ra để mình cầm lên. Rồi hoa văng thì đẹp á, sắc nét. Để em quay sát cho, để xử lý với mấy cái ba via rồi đi. Đây hoa văn ở đây mấy anh ơi. Hoa văn là khế, cây khế. Ăn khế, quê hương là chùm khế ngọt ha. Có hang chim nữa. Hang chim này ăn khế. À có tổ chim luôn rồi, có hang chim con nữa kìa. Con quạ hả mày, phải không mày? Khế đại bàng mà. Chim đại bàng. Không, con đại bàng làm gì cái cổ chọc con quạ nè, thấy không? Cái mỏ nè, cái mắt anh thấy đều đều. Ừ, tao không biết. Đó, hoa văn này. Ở dưới có chỉ gắm anh, mấy anh lưu ý đổ dưới cao cao một xíu. Để có chỉ này nè, chứ không nó có chỉ này nó thấp nó xấu. Rồi hoa văn cũng khá là đẹp. Cái này sơn lên kê đẹp lắm anh. Tháo cái chậu lục giác 60 tí. Kê lên luôn cho mấy anh coi. Đây là em quay xa nè mấy anh ha. Khuôn này thì đôn này thì em cũng không có gì đánh giá nhiều. Nói chung là nó đẹp, hoa văn đẹp, sắc nét. Khuôn thì cạnh nó cũng ít ba via. Nhưng mà mấy anh cũng nên bắt thêm mấy con ốc sắt ở trên xuống dưới tầm 5 con là nó nét luôn. Mình càng kỹ đi ba viên nó càng nét. Mặt á, thì ảnh là cái mặt ấy rồi nên nó láng sẵn rồi đó. Có lòng trong thì cũng không quá nặng. Nó cũng tầm cái đôn đa năng thôi. Nó nặng nặng chắc cũng tầm cái đôn đa năng thôi. Đôn đa năng mình đúc full cao 68 á, thì cũng tầm này thôi chứ không quá nặng đâu. Rồi giờ em sẽ kêu một tí nó ấy cái lục giác 60 nó để lên cho anh coi. Thì cái này để được cái lục giác 60 đổ xuống 60 rồi lục giác 55 dán chum rồi 65 bầu đổ xuống anh ha. Thì nó cao là từ dưới lên là 60 nè mấy anh. Cái mặt của nó cạnh qua cạnh là 40 đó mấy anh. Thì mấy anh đo cái chậu nào ở nhà mình phù hợp thì mình làm. Nó đang tháo cái lục giác 60 chân rời để lên đó. Cái này không có để vừa lục giác 60 chân liền đâu nha mấy anh. Rồi bỏ lên đi cạo sao. Cái lục giác 60 này khô luôn rồi mấy anh. Khô trắng luôn. Cũng đổ cùng chiều qua cái này. Cứ ngắt luôn ha. À, mười mấy tiếng, 20 tiếng cứ ngắt. Coi chừng nó mẻ, coi chừng nó mẻ.
nhìn dưới đó, bỏ lên vừa y luôn, đẹp luôn. Lố 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 rồi, qua một tí xíu, qua nữa, nhiều lắm, nhiều lắm, qua nữa xíu nữa. Ok, để đỡ đi mấy anh ha, cho mấy anh coi đi. Rồi chào ba Vía, rồi quét bụi sạch sẽ đi, quay cho đẹp đi. Đó nè mấy anh, lục giá 60 để lên này cao đẹp luôn á. Ngầu quá không? Này em thấy đẹp mấy anh ha, ok ha. Lên là cao ráo, trồng mấy cây mà rủ xuống cũng được nữa. Cái đôn cao 60, cái chậu hình như nó cao tầm 45 rồi. Tính ra cao 105 luôn á. Mấy anh nào mà thích hay thích chơi đô mà để lục giác 60 này lên này ok luôn. Rồi xong nè mấy anh, khá là đẹp luôn mấy anh ha, cân bằng. Cái đô này sinh ra dành cho nhau mà, dành cho chậu này luôn mà. Mấy anh để cái lục giác chùm cũng được. Mấy anh nào lúc có cái tấm xoay á, cái tấm xoay của cái lục giác 60 này nè, đúc thêm cái để lên xoay nữa, lỡ vừa cái mặt đó luôn á, để vừa luôn á, vừa cái mặt đó xong cái anh thích xoay thì xoay được luôn á. Em về không bán mấy tấm xoay đâu, xoay xoay vài bữa nó mẻ hết rồi, xấu lắm. Rồi thì hôm nay em tháo, em đúc thử cái đô mới với lại em tháo ra rồi em quay cho mấy anh coi để được cái chậu gì cho mấy anh coi rồi đó. Anh chị nào cần mua cái đô này thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại màn hình giúp em ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha. Bữa nào khô đi em sơn nguyên bộ này cho mấy anh chị coi.